Toàn cảnh sân vận động chính ở 76 tỉnh thành của Thái Lan. Sân vận động kỷ niệm 700 năm Chiang Mai nằm ở huyện Mae Âm, được xây dựng từ năm 1993 đến 1995. Sau đó cải tạo vào năm 2021. Sức chứa của sân vận động kỷ niệm 700 năm Chiang Mai là 17.909 khán giả. Đây hiện là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Chiang Mai United. Sân vận động tỉnh Chiang Mai nằm ở thành phố Chiang Mai. Sức chứa của sân vận động này khoảng 5.000 khán giả. Sân vận động tổ chức hành chính tỉnh Cam Phang Phép nằm ở thị xã Cam Phang Phép. Sức chứa của sân vận động này là 2.406 khán giả. Đây hiện là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Cam Phang Phép FC. Sân vận động tỉnh Lampang nằm ở thành phố Lampang. Sức chứa của sân vận động này là 5.500 khán giả. Đây hiện là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Lampang FC. Sân vận động tỉnh Lamphun nằm ở thành phố Lamphun. Sức chứa của sân vận động này là 3.000 khán giả. Đây hiện là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Lamphun Warrior. Sân vận động tỉnh Mae Hong Son nằm ở thị xã Mae Hong Son, được xây dựng vào năm 2019 với kinh phí 249 triệu bạt. Sức chứa của sân vận động này là 1.500 khán giả. Sân vận động tỉnh Nakhon Sawan nằm ở thành phố Nakhon Sawan. Sức chứa của sân vận động này là 15.000 khán giả. Đây hiện là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Nakhon Sawan. Sân vận động tổ chức hành chính tỉnh Nan nằm ở thị xã Nan. Sức chứa của sân vận động này là 2.500 khán giả. Đây hiện là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Nan FC. Sân vận động tổ chức hành chính tỉnh Pha Lao nằm ở thành phố Pha Lao. Sức chứa của sân vận động này là 2.406 khán giả. Đây hiện là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Rong Simay Chaitunay Kotiwa Pha Lao. Sân vận động tỉnh Phetchabun nằm ở thị xã Phetchabun. Sức chứa của sân vận động này là 3.500 khán giả. Đây hiện là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Phetchaburi. Sân vận động tỉnh Phi Chít nằm ở thị xã Phi Chít. Sức chứa của sân vận động này là 15.000 khán giả. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Phi Chít United. Sân vận động tổ chức hành chính tỉnh Phitsanulok nằm ở thành phố Phitsanulok. Sức chứa của sân vận động này là 3.066 khán giả. Đây hiện là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Phitsanulok. Sân vận động tổ chức hành chính tỉnh Frey nằm ở thị xã Frey. Sức chứa của sân vận động này là 4.500 khán giả. Đây hiện là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Frey United. Sân vận động Học viện Giáo dục Thể chất Sukhothai nằm ở thành phố Sukhothai, được xây dựng vào năm 2009. Sức chứa của sân vận động này là 4.500 khán giả. Sân vận động tổ chức hành chính tỉnh Tắc nằm ở thị xã Tắc. Sức chứa của sân vận động này khoảng 3.000 khán giả. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Tắc. Hiện tại, sân vận động này đang được cải tạo.
sân vận động tỉnh Uthai Thani nằm ở thị xã Uthai Thani. Sức chứa của sân vận động này là 4.477 khán giả. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Uthai Thani. Sân vận động tỉnh Uttaradit nằm ở thị xã Uttaradit. Sức chứa của sân vận động này là 3.245 khán giả. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Uttaradit. Sân vận động tỉnh Arunachalan nằm ở thị xã Arunachalan. Sức chứa của sân vận động này là 5.000 khán giả. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Arna United. Sân vận động Khao Krathong nằm ở thị xã Buriram. Sức chứa của sân vận động này là 8.000 khán giả. Tỉnh Buencan hiện chưa có sân vận động trung tâm. Sân vận động tỉnh Chaiyaphum nằm ở thị xã Chaiyaphum. Sức chứa của sân vận động này là 2.564 khán giả. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Mase Chaiyaphum. Sân vận động tỉnh Kalasin nằm ở thị xã Kalasin. Sức chứa của sân vận động này là 5.000 khán giả. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Kalasin. Sân vận động tổ chức hành chính tỉnh Khon Ken nằm ở thành phố Khon Ken. Sức chứa của sân vận động này là 7.000 khán giả. Đây là sân nhà của hai câu lạc bộ bóng đá Khon Ken và Khon Ken United. Sân vận động tỉnh Loei nằm ở thị xã Loei. Sức chứa của sân vận động này là 3.628 khán giả. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Loei City. Sân vận động tỉnh Maha Sarakham nằm ở thị xã Maha Sarakham. Sức chứa của sân vận động này là 3.000 khán giả. Đây là sân nhà của hai câu lạc bộ bóng đá Maha Sarakham United và Zamfasri United. Sân vận động tỉnh Mukdahan nằm ở thị xã Mukdahan. Sức chứa của sân vận động này là 5.000 khán giả. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Mukdahan. Sân vận động tỉnh Nakhon Phanom nằm ở thị xã Nakhon Phanom. Sức chứa của sân vận động này là 2.406 khán giả. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Nakhon Phanom. Sân vận động sinh nhật lần thứ 80 nhà vua Thái Lan nằm ở thành phố Nakhon Ratchasima. Được xây dựng từ năm 2005 đến 2007. Sân vận động này là một phần của khu liên hợp thể thao trị giá 65 triệu đô la Mỹ. Sức chứa của sân vận động sinh nhật lần thứ 80 nhà vua Thái Lan là 20.141 chỗ ngồi. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Nakhon Ratchasima Mada. Sân vận động tỉnh Nong Bulampu nằm ở thị xã Nong Bulampu. Sức chứa của sân vận động này là 4.000 khán giả. Sân vận động tỉnh Nong Khai nằm ở thị xã Nong Khai. Sức chứa của sân vận động này là 5.000 khán giả. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Nong Khai FC. Sân vận động tỉnh Joye nằm ở thị xã Joye. Sức chứa của sân vận động này là 5.000 khán giả. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Joye PB United. Sân vận động tỉnh Sakonakhon nằm ở thị xã Sakonakhon. Được xây dựng vào năm 2014 với kinh phí xây dựng 150 triệu baht.
Sức chứa của sân vận động này là 2.000 khán giả. Sân vận động tỉnh Sisaket nằm ở thị xã Sisaket. Được xây dựng vào năm 2021 với kinh phí 500 triệu bạc. Sức chứa của sân vận động này là 12.000 khán giả. Sân vận động Serinarong nằm ở thị xã Surin. Được xây dựng vào năm 1994. Sức chứa của sân vận động này là 5.673 khán giả. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Surin City. Sân vận động trường thể thao Ubon Ratchathani nằm ở thành phố Ubon Ratchathani. Sức chứa của sân vận động này là 2.000 khán giả. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Ubon Krunapat. Sân vận động tỉnh Udon Thani nằm ở thành phố Udon Thani. Được xây dựng năm 2018, sức chứa của sân vận động này là 10.000 khán giả. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Udon Thani. Sân vận động tổ chức hành chính Yasothon nằm ở thị xã Yasothon. Sức chứa của sân vận động này là 5.000 khán giả. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Yasothon FC. Sân vận động Subin Pimpayachan nằm ở thị xã Chakhuang Sao. Sức chứa của sân vận động này là 3.778 khán giả. Sân vận động tỉnh Chanthaburi nằm ở thị xã Chanthaburi. Sức chứa của sân vận động này là 5.000 khán giả. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Chanthaburi. Sân vận động thể thao tỉnh Chonburi nằm ở thị xã Chonburi. Được xây dựng vào năm 2010, sức chứa của sân vận động này là 11.000 khán giả. Sân vận động tỉnh Rayong nằm ở thành phố Rayong. Sức chứa của sân vận động này là 7.500 khán giả. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Rayong FC. Sân vận động tổ chức hành chính tỉnh Prachinburi nằm ở thị xã Prachinburi. Sức chứa của sân vận động này là 3.000 khán giả. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Prachinburi City. Sân vận động tỉnh Sa Kael nằm ở thị xã Sa Kael. Sức chứa của sân vận động này là 3.767 khán giả. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Sa Kael FC. Sân vận động tỉnh Chát nằm ở thị xã Chát. Được xây dựng vào năm 2012, sức chứa của sân vận động này là 7.000 khán giả. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Chát FC.